Chào các bác, các bác có nhận thấy cây này không? Cây si tay chuột của em ấy, mà hôm trước nó như này. Đây này các bác này, nó như này đấy. Thì có một thân thì em đưa đi làm đá, thì bác Tân ấy, vừa mới nhấc cái cây bằng một tay, xách tay như này, đi về đường xa nó nặng, bây giờ tay nó run, không cầm nó cứ như bác Kỳ Sơn ấy đấy. Thì đại loại này, cây vừa đi lấy đi làm đá cho bác Tân về, thì bác cái ký cho hòn đá. Lúc đầu em định ký nó theo cái chiều này nhẹ nhẹ thôi, chiều này này, chứ không dựng lên như này. Thì bác cái có cái ý tưởng bác cái làm như này thì kệ bác ấy làm. Và có một hòn treo lơ lửng ở đây đấy, thì một con si tay chuột cái trước thân này, một thân to đấy, ba thân, thì bây giờ làm cái này thì nó thoát thân rồi thì cũng hợp lý, hợp lý. Hòn đá khá là lạ đấy. Một cái nét làm khá lạ. Thường các bác mà làm ấy thì làm một cột đá dựng nó cũng khá thẳng đây và ôm vào ấy. Nhưng mà hòn đá này nó khá lạ đấy. Đấy, thì tí nữa em sẽ cố gắng chèn những cái hình này, cũ của cây này để các bác mường tượng cây này trước đây là nó như nào và bây giờ nó như nào. Đấy thì ký ở đây, và để tí nữa em trồng, sau đấy trồng thì các bác không nhìn thấy cái hòn đá này nhiều như này nữa, chứ phải ủ rồi để đấy mấy ngày, hôm nay mới mang về, không mang về thì nó khô mất. Thì vừa nãy bác cái trình bày cái ý tưởng là nó như một cái bức tranh của tàu á, thủy mặc của tàu á. Thì bây giờ sau để lên cái khay bầu dục như này, khay đá thì gì đấy, đại loại thế, và để cái này lùi đến sau. Và tán này là đây, đại loại một cái chậu nó có chiều dài nó bằng với cái mặt bàn này, mặt xoay này. Đấy, thì vấn đề đấy thì sau này không nói, bây giờ trồng mà một trong ba cái chậu bẩn bẩn đấy, nó cái nào vừa thì trồng. Đấy, phải ủ vải từ trên ủ xuống đây, trước cái phần gốc ở đây. Thì ý tưởng bác vừa nhét cái cây cỏ này, ý bác là muốn sau này trồng một cái nhánh gì đấy vào đây và đắp rêu hay là gì đấy ở đây đấy, để trong những cái lỗ này. Ý đại loại như vậy. Thì bây giờ là trồng cái đã bác ạ. Thì đang tính là bây giờ là phải khoe các bác, bởi vì sẽ phải một thời gian nữa các bác mới được nhìn thấy cây này nó hoàn thiện. Đấy, thì lúc ấy mới dỡ đá ra đây. Đấy. Rồi thì bây giờ đấy, thì ý bác ấy đang muốn là, một là đường chạy như này, chạy bắt sang đây lấy cái này thì bỏ cái này đi, bỏ cái nhánh này, này. Hai là để nguyên như này thì là lành rồi. Ba là nuôi cái tay này xuống, giật xuống, giật theo cái chiều này, cái này thì giật theo chiều này nhé. Nếu mà giật theo chiều này thì bỏ cái này đi, sứt bỏ cái tay vuông này đi. Nhưng mà để vậy thì cây sẽ dài hơn, sẽ dài này cũng hay, thì cũng cứ nuôi đã, đang tính khá là hay, khá là nghệ thuật và đúng là độc đáo, đúng là độc đáo quá. Tiền làm đá thì cũng gần ngang nhiều tiền cây. Chuyện đấy thì mình không bàn, để chơi thì đầu tư thôi. Rồi, rất vững chãi nhá, đặt lên một cái hòn gạch. Bây giờ để em ướm xem vừa thế nào để xong ủ luôn các bác. Sẽ ủ vải hoặc là đất gì đấy, đại loại là từ trên này xuống. Cho cây nó sống đã, xong nó ôm vào hòn đá đã. Khoảng độ 5 nữa thì cây này dỡ ra được. Thậm chí không đến 1 năm nữa, vì là mình trồng cái đế này. Đây, trồng cái đế này. Đấy, thì trồng nó xuống. À, giờ để em ướm xem vừa cái chậu nào đó nữa. Cái này cũng vừa. cái này hợp với cái màu hồi nãy. Đấy, hợp với màu hồi nãy. Nhưng mà không chết nhiều đất lắm. Bởi vì quay lại, cắm một tấm quay lại ủ vàng. Có thể là sẽ phải cho tùng xúc, mình tính tùng xúc. Giờ cho đất tí ở dưới xong rồi của cái vải trên vào xong. Của cái vải trên vào xong. Bây giờ chỉ cần để cho nó ôm đá vào xong rồi có bệ dễ thì nhấc vào xong. Vẫn trộn này nhưng mà lấy một mảnh này. Cắt cái này. Cắt cái này ra. Cắt cái này ra. Kín rồi, chả nhìn thấy gì nữa. Phim ôi giời, siêu phẩm chôn vùi. Siêu phẩm bị chôn vùi.